Học lên giật rồi à? Áo thì áo anh mua. Ai mua mà chị cũng mua mà, tự mua đâu mà. Ừ, thì bao lấy về tự đặt cái kia làm gì để đấy. Đúng rồi. Ờ, chính mẹ. Mẹ là phải ngon điện thoại. Bây giờ toàn làm mạnh mà. Đấy. Lan vào cái đừng ăn đấy nó bị tôi cay rồi mới nhà bầm đâu. À này là mà thu khoăn là mà tan. À đấy. Ờ, cái này là ruộng vòng là mà tan. Cái vòng là đấy mình cũng bị cờ quạt này xuống. Vẫn bị cờ quạt nhưng mà mình bán rừng mà bị cay. À bán lừa đấy nè. Bán đừng hay là bị cay. Ừ. Miếng cay này hoa quả nó cần như gì? Mì chứ. Tâm hơn hoa quả mì mà. Bánh kẹo ơi, đây là trong nhà cứ ở trong vùng bối là cứ đồ nhất cứ bánh kẹo hoa quả trong kia là lấy ra đi, lấy ra để sắp vào lấy vào đây đi cái đây sắp vô này là sắp nèo mà coi in gọi mẹ về hát album mình đấy không nào mày hát album hương con phát khẩu có ghi hát album hương nó đó mẹ về con phát khẩu lên. Cái này ông tuyển thì tăng hay là đầu tăng lâu lần lâu là tăng tê đôi tuyển bầm vòng sinh ông này sinh năm bao nhiêu? Tháng mấy ngày mấy? Mùng 2 à? Mất 5 ngày bao nhiêu? 26 tháng 2. Xem phải lục cắt hàm ở quấn nha, nó chắc học bao nhiêu giờ mất? 7 giờ qua. Nguyễn Văn gì nhỉ? Nguyễn Phúc. Thọ một cái sao đúng? Thọ bao nhiêu tuổi đây? 2 cái. 59 tuổi. 68 cái này nó đi làm cái này cái đó là tính tuổi dương à, ừ. Còn đây là tính mụ mà mụ 59 mụ 59 đâu tin bác à hay là cái này cũng được em ơi được chưa được thì ghi về đây viết cái tờ này để cấp cho bố kẹp này được cấp đồ cái băng lấy kẹp này mẹ ông mà không cái mày mà kẹp cái này này biết ở bên trên là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tự do hạnh phúc đây à chỉ đen mà chỉ đen như là vuông ấy cần viết tông chị có viết tông viết như làm đơn ấy. À, đầu ra ước gì trở lại 20 năm mỗi độ tuổi là có một nét đẹp riêng
Ở mỗi một độ tuổi khác nhau nó sẽ có một nét đẹp riêng chứ. Sớ cấp đồ, em ghi ở đây là sớ cấp đồ ghi to mà. Sớ. Sớ ghi to mà. Đồ á chị? Ừ, đồ. Như là tên vong tên gì ghi vào. Kinh ngục lắm. Kinh ngục làm thế này cũng được, tí nữa còn lấy cái bài vi vào nhưng mà nó cũng hơi thấp xuống, nhưng mà thì cao lắm. À mày, à hòn gạch mà tung, bây giờ à mày đấy mà vô tung. Nhưng mà quay ở bên dưới nó che được cái này bên dưới. Không có cái gì để lấy cái, không có cái gì để cắm về hòn đá được không? Bằng đấy, bằng kia đấy. Cái này nó có điện đấy. Ở bên dưới kia là thấy đường là được. Ở bên dưới một tí là được mà. Nhưng mà đây, hồi cao như thế có được không? Hồi cao thế nó lộ quá. À, sinh ngày bao nhiêu em ghi vào? Cái bấm nó mỉm mà. Lấy cái ghim về đấy. Lấy cái bấm ghim. Đặt cái mẹt đóng quấn nào. Đặt cái mẹt nhưng lẽ ra nha, là thêm mọi lần. Ví dụ cái mẹt này không, đặt kê mà xong rồi đặt bốn cái. Người ta kê lên. Cái ấy ở đây, thư tay đây mà. Xong rồi mới thắp nến ở bên dưới. Rồi chị. Thế mới thấy đường được. Mất ngày. Nhưng mà nến phải thắp ở ngoài chứ không phải thắp ở trong cái mẹt tối thẳng này. Thắp ở bên ngoài. Thì nhưng mà làm sao như thế thì con thế này ba bê khai này bê hà mà này quay với nó mình lại đặt rồi bà đi vào dồn mà bà bảo như thế rồi bà đặt rồi như thế thì đây làm gì đồng hành nè nhá biết rồi. Giờ em ghi giờ mất kìa, an táng tại à hưởng dương bao nhiêu tuổi, an táng tại đâu? Hưởng 58 à. 59 tuổi. 59 tuổi. Hưởng 59 tuổi, an táng tại phần mộ. Em vuông đấy đang ngồi ở đấy xong rồi nhìn vào. Có ai có quay xuống dưới cái hòn gạch một tí chỉ để hở bên dưới một tí là được. Ờ đấy. Xong rồi bảo rộng ra gì mới đặt được cái miếng mà. Phần mộ hang phương. Phúc ở trong cái này bà, đây. Nhà có cái ghim không? Có cái bấm ghim không? Không có. Bây giờ đi đâu bán có bán mà là đi thuê ai cả mượn này mượn cái sao ừ bảo mượn cái ghim để bấm ghi ảnh lên một cái rồi cấp cho các đồ dùng hai chấm nha. Nó được dùng hay cho nó một nhà vong. Bà ấy bà, cái vải cái còn dài không? Dài mà. Có mở rộng cái hòn gạch ra hai bên một tí nữa. Nhấc cái hòn gạch ra một tí là được. Ừ, nhấc rộng ra một tí là được. Cho nó căng ra một tí thì vào nó dễ hơn chứ. Nhà vong ngựa nàng hầu này. Một ngựa một nàng hầu. Ừ đúng rồi, một ngựa một nàng hầu. Đấy, hát bấm hương về. Ừ đấy. Cảm ơn bé Thoa.
Ba bảo đi làm đôi tuyến chưa? Tuyến tuyến. Ờ, ngựa đàn hầu này, ờ, một bộ gia dụng. Một bộ gia dụng. Ờ, tivi, tủ lạnh. Nồi niêu xoong chảo. Đây đây kìa. Ok. Ok rồi đấy. Chị ơi, tôi bán hàng đang là nửa hay là cái năng này chị dùng hả? Tòng bán sữa ba phủ này. Ờ, tòng miếng nữa cũng đấy. Mì cái nào cái là mì cái nào tòng miếng nữa cũng đấy. À, tòng miếng nữa luôn cũng đấy. Nồi niêu xong chảo, nồi điện bếp ga. Hôm nay chị nó phải bắt chị nó cắt xong. Tôi ăn miếng để nó cắt dở dang với ông miếng to miếng hươi nè. Cắt đi dở dang vậy. Nhưng mà ăn mẹ hứ, ăn miếng miếng mà ăn miếng lấy còn gì. Xe máy, xe đạp. Ở đây là xã gì đây? Xã Hoàng Văn Thụ. Này Kim đây. Thôn gì? Thôn Như Hai. Thôn Như Hai. Mẹ này tên là gì? Em tên là gì đấy? Nguyễn Chi. Con gái Thứ à? À, cơ nơi hết rồi, nhưng mà tôi vì sao mình phải tình yêu, vì sao lắm. À, cái này tôi sợ, tôi chính rồi. Thế mày bà chầu gì, chầu đất vàng á? Có thấy ở đâu, có thế nào? Không thì cảm được. Với bà đi về, chứ đi xếp hỏa con. Xe máy, xe đạp, mũ, nón, giày, dép. Thầy quên chị đã. Ồ nhà em quên chị. Em quên chị. Em quên của chị Thùy rồi. Mai kia em lấy lên cho nhá. Chăn màn, quần áo. Đồng hồ. Đồng hồ đen này. Điện thoại, đài. Đây mấy cái đồ của bố ấy em. Vâng. Lấy cái gì cho em nhớ ghi. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 2024. Rồi ghi đến cái gì rồi? Điện thoại, đồng hồ đeo tay, ví tiền, các loại giấy tờ tùy thân. Thuốc uống, thuốc sao, thuốc hút đúng không? Vâng ạ. Rượu thuốc rượu ấy kia. Ờ có rượu đó là hoa rượu thuốc đấy. Những gỗ nó vào những gỗ to. Đèn pin có không? Đèn pin bình thường không có dùng đâu đúng không? Đèn pin nên ngồi được lấy dùng đâu. Như đèn pin là tí nó lấy lên xong. Thì em thấy xem miếng gỗ ở đâu? Làm gì có không? Có ghi rượu trắng không chị? Có. Dao liềm cuốc xẻng. Nải đưa. Nải. Ờ, bố đeo nải à? Đeo nải đi, lấy thuốc. À. Có nải. Cưa. Dao liềm cưa nải. Cưa nữa. Cưa, có cưa. Cuốc xẻng. Ruộng, đất. Dụng đất có ao hồ không?
cái bể cá của ông ấy. À, bể cá. Bể cá của ông ấy. Chê đấy, chê lai, chê lai luôn. Cái bể này tâm huyết lắm đấy, bể này. Rồi còn cái gì nữa? Lợn gà, trâu bò. Có cứ nhân cứ sao đi. Cấp cho hết chứ? Ruộng đất cho hết chứ? Hòm quần áo. Gà, vịt, gì, gà, gì đâu? Lợn đấy, gà đấy. Châu bò đấy. Vịt đấy. Rồi. Rồi có gì không nhỉ? Em ơi, có chăn màn, giường, tủ gì chưa? Có chăn màn. Chăn màn có. Chăn màn. Ý là ghi vào đây chưa? Chăn màn này, giường này, tủ này. Chưa. Để chưa. Làm chứ. Ở trong đống đấy mà. Quần áo ở đây không thích chăn màn này đâu hết. Giường. Với cái bà cắt và cắt vườn cái. Và cái. Cắt xuống thôi. Có chăn có màn mà. Có cả ba ốm cắt thứ cây cho ông. Ghi thôi, ghi hết rồi. Tất chân tất tay. Hai ủng gì không? Đi rừng có ủng gì không? Chứ. Có gậy không? Không, không có gậy đâu. À. Tay. Vậy hôm qua cái biết là giấy tờ thuốc thang của ông đó. Bình thường ông cái gì nhiều. Vâng. Còn như hai. Cái chân màn quần áo tím mình cho vào nhà về đi. Ơi, Yến áo dây mà treo kín đi. Treo lên à? Ừ, tí nữa phải lấy dây mắc lên xong rồi mới treo. Cái này ít lắm bà ơi. Chị không đang biết cái nghe. Này mỗi cái chân cái màn thôi. Đi đi, chị dẫn cho chị cái đó. Cái bộ mì cầu á bé. Mì cầu chất khoắn á bé. Có chất khoắn coi cái ba phủ này bé. Bên này nhận ngã bâm của vòng là. Bâm vòng hư. Bâm vòng mì thu béo, mì bâm thấu ke. Đặt thôi, đặt tí hư, cái này gặp quá mình lại lên. Không phải đâu, giải chiếu ra đây hết đi, để mâm vong để đằng trước này này, giải một cái chiếu ra thôi đi. Thế này gì ngồi vào đằng sợ lùi nàng ngay tí cũng được. Ngồi lùi vào đằng tí xong rồi giải một cái chiếu ra để cái mâm vong. Một mâm để bày các mâm nữa mới được này. Ờ, bày mâm cho cái chiếu chứ, lấy chiếu ra chiếu. Lấy vải ra đi, vải bắt từ cái cầu kia vào đến trong cái nhà này mới được. Chứ mà vải dài vớ. Thế, không phải nó đủ dài. Này, mình anh ơi. Em bắt gương ấy, bắt gương. Bà ơi, hai bấm bấm vòng mì thú béo. Chắc rồi nhưng mà cái kiểu gắn năng nè gì rồi là chết bắn nè. Ờ, từ từ ý con. Ghi này xong con. Đây, đọc xem có còn thiếu cái gì không, đọc lại cho mẹ đi. Đọc xem nào. Một nhà vong, một nàng hầu, một bộ gia dụng, TV, tủ lạnh, nồi niêu, phong trào, nồi điện, bếp ga, xe máy, xe đạp, mũ nón, giày dép, chăn màn, quần áo, đồng hồ đeo tay, đài, điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân, đến chưa? Thuốc ơi, thuốc xoa, rượu thuốc, rượu trắng, đèn pin, dao, liềm, cưa, nải, cuốc, sẻng, dụng đất, bể cá, chê, lợn gà, trâu bò, chăn màn, giường tủ, tất chân tất tay, giấy tờ thuốc thang. Cả bên là thuốc không có. Ông cũng thiếu một cái gì. Ông cũng thiếu cái gì đi lấy thuốc à. Phải... Quý về chưa? Cả bên. Nãy ghi nãy. Liềm cưa nãy. Úng. Con úng. Anh em cái đang có để quá đi. Con biết rồi quá. Tiền mặt có rồi đúng không? Tiền mặt. Chỉ như ban nãy bên trên chẳng ghi à em? Lựa một thùng ra để ghi. Chưa về. Tí ơi, lấy bánh kẹo ở đây nào tí. Trên chỉ ghi ví tiền. Ví tiền chưa có tiền. Chưa có tiền. Sổ sách khám bệnh các thứ này có. Có sổ sách ghi. Ờ, sổ sách bệnh thuốc ấy đúng không?
sổ sách các bệnh các bài thuốc kia đúng không? Vâng, đúng rồi. Ừ. Thế đấy là sổ ghi sổ bài thuốc hả? Sổ ghi bài thuốc đúng không? Ghi đúng rồi vâng. Đúng rồi. Thẻ bảo hiểm. Cái đấy là tất cả trong cái giấy tờ tùy thân rồi đó. Đâu phải dài nãy cầm ở đâu đi tí rồi. Đây phải đây. Dạ. Chai nạp bên lèng em. Chai nạp gói lèng. Nước à? Ừ, chai nước gói lèng. Đâu mà Kim có cầm đâu mấy giờ đống kia ngoài kia cả thôi chứ cầm đâu mấy. Đấy ở ngoài kia đấy chứ bà có cầm đâu mà nên ngồi đấy không rồi đấy. Bà thấy cứ tìm cả đống lần bà Kim ấy, bà Kim ngồi kia cả đấy là đúng rồi, cứ lần bà Kim ấy bà cứ cần hát. Bà thì đâu rồi đấy. Cho chị mới đang chai này. Cho chị nhớ viết ba chữ chứ. Cái này là cuối eo nó phải cái gì? Nó luôn. Thái Văn thì chưa bà lấy. Ấy thì Thái Văn thì không phải. Ông Phúc Khang mà. Cái phải đi lấy của mình nha. Thái Văn thì không phải. Ông là phải thao mà đấy của mình nha. Tích ca thứ hoa xếp thứ hoa cái vàng hành nhân thế có khi mang đi trả nến đâu không biết đè thì bây giờ ôi, ai mà biết hát tam hát nhá hát vinh chai nằm bên lèng đặt không bầm vòng bê em có thể chỉ đài kia là của khe một miếng của mình một miếng của khe sa man lấy vả của khe sa man lấy đấy. Lấy rồi, em nó đi, nó lấy rồi cả. Đúng mình cái hào khe kia dày dài. Lên đi, đi em đi. Đi theo đi rồi. Lấy cái phải ba gánh củi, năm gánh rơm. Tăng thêm nhà hả? Ba gánh rơm chứ. Ba gánh rơm, năm gánh củi. Ta hát nhả hả? Ừ, nhả là rơm. Ừ, nhả là cỏ. Rơm cỏ. Năm gánh củi à? Ừ. Ta hát nhả hả? Hát củi. Củi. Nó là củi đấy. Bình Trung Quốc còn riêng nó có không? Có đầy đủ, làm ruộng phải có bình Trung Quốc. Có ruộng, có vườn, có bình Trung Quốc. Có ruộng đất rồi bôi. Khăn mặt. Khăn mặt, gương lược. Thu vào đúng không? Ý kéo vào nhà chứ, mình thay thứ nọ mà. Ai chúng nó ruộng mà, chứ mình chưa khấu lườn này, chứ dứt mình khấu lườn riêng đấy. Mình không thắng bác cư ra chắc là phải hư. Là phải khao mà bắt từ cái bà đàn này khấu thân a bàn này bây a bàn vong này bây cần cho nó rồi bây chắc không bố du nó cái lèo điếc khoăn này nếu mà không, nếu ở nhà thì cần gì phải thật bà hỏi thế thì chịu rồi bà có biết đâu anh phải hát tam tu lầu như thế này này tam tu lầu đấy ăn qua tam tu tú co đừng bị ăn tam ăn đấy nè tam tu lầu không phải ý là nói không hết ý thôi gà đã thuấn khầm đai lấy về rồi lấy chín cây về rồi thế có phải lấy cành tre không cành tre để làm gì có ấy rồi có cây ổi rồi ổi cầm cầm nhiều con ơi cầm cành tre con biết xem mà nhớ mẹ Ngọc quá lúc nào Bích ra đây chơi nhá Nguyễn còn gì không chị còn gì không chị thì chị nữa em lấy cái gì cho bố lấy cái gì cho bố thì em biết đi em để còn hỏi chị nhé con sợ cái gì cần chắc là thế thôi nhỉ có rồi là giao liềm quốc sẻng rồi giao liềm
Có ấy rồi. Cho bình phun thuốc vào nhá. Ờ, bà nhắc hai lần rồi. Bà đưa tiền mà. Có à? Bình phun thuốc con nào dùng để báo. Có dùng đất đây rồi, chẳng thể là dùng. Lúc nến á. Lúc nến mẹ đưa đi. Bà ơi, có bộ kết các thứ không? Có, bộ kết thăng đâu. Anh đến đó, tí. Dạ. Nến mà đâu? Nến mẹ mua mà. Ở trong bùng hôm nay hộp nến. Mua 2 3 hộp. 2 móc hộp đủ bốn mắt. Thế không đủ thì chạy xuống dưới. Tại vì cứ mua thôi là mua ấy có thiếu thì chạy thiếu thì chạy vớ, chạy nhà đi mà. Ở ngoài thì cái đó không lâu. Cái chén rồi cái ngoài kia. TV tủ lạnh có rồi, nồi niêu xoong chảo có rồi. Máy giặt, máy điều hòa. Có nồi điện bếp ga rồi đúng không? Máy giặt, máy giặt, máy điều hòa, tủ quần áo, nồi điện bếp ga, giày da, thuốc lá. Chị làm ở Thuần Như em ạ. Nồi điện bếp ga, giày da, thuốc lá, máy giặt, máy điều hòa, bàn ghế, ấm chén. Cỗ chay cỗ mặn của anh em bên nội bên ngoại con cháu. Hoàng Văn Thụ. Ở đây vẫn là xã Hoàng Văn Thụ nhà. Ừ, vẫn là xã Hoàng Văn Thụ. Của anh Lê Chay Lê Mặt của anh chị em. Con cháu hai bên nội ngoại. Đấy. Anh em con cháu ngoài nội ngoại thông gia không có chưa có thông gia đâu phải không chưa bạn bè có không ông đâu có bạn à có nhưng mà lúc vốn viếng người ta vào cũng viếng nói vừa viếng cho nó viếng ôi bâm thánh đúng rồi để con được bà thầy có con kia là con lấy ở bàn nhà cây mà không nó cây tôi cây tôi bắt mạ đâu có rồi ở đằng bếp đấy đây đây ở đây được rồi em ơi để em ghi bên dưới là em ơi dạ. Em ghi ở bên góc bên dưới đi là cách xuống một đoạn ghi góc bên dưới là thầy cấp hai chấm ra ngô kim chi thầy cấp gì ạ ngô kim chi cùng tên với đây đấy là tên pháp thôi ừ, tên pháp vậy em có thể là đọc sai hộ em thế mới bảo bên bố nó bảo là dùng tên là tên pháp hả thầy cấp ngô kim chi à hỏi ngô đúng không vâng kim chi cùng cái này vâng. Thế nên cháu đi nó tưởng là nó tầng học nhầm họ nó vâng, họ. Thế cho nên bà với bố là trùng tên chứ không phải là bà không biết đâu bà với bố là trùng tên mỗi người có một đấy mà cháu là họ Ngô mẹ là họ Nông
Cháu ăn theo bên mẹ. Mẹ cháu là ở... Ở đâu? Ở trong... Từ từ nói là quên là kho phụ. Thế nhưng mà ví dụ như mình ấy là bên dòng mẹ xe này của mẹ, bên mẹ. Chưa đi lấy chồng này chứ. Chưa đi lấy chồng rồi thì là không xong. Cho nên mà có lần những người nói bảo chứ, thế là xem sao gọi thầy, bảo đúng là các vị cãi thầy này là thầy thánh sư, còn thầy kia là thầy pháp sư, mà lại cứ cãi nhau mà chứ không phải thầy là cái gì đây, mà có phải gọi khen đâu, bảo thế. Thế là các vị cãi nhau. Then hay mo nó cũng là một loại thầy cúng. Nó cũng là một loại, nhưng cũng là một dạng, nhưng mà chẳng qua là then thì nó gọi là thầy thánh sư, còn thầy kia là thầy pháp sư. Thầy mo ấy thì vẫn là thầy. Thế thì nó lại gọi là thầy. Mấy mắm mắm gạo tông làm mẹ mà ấy. Nó từ gạo đấy. Rút tỉa bớt đấy, xong rồi ứng viên nào và mà chút hương nhà tâm lắm nè. Mẹ, bà bớt hương vào bớt cái hương ạ. Bớt cái hương ạ. Vâng. Thì bà bớt cho, đừng gọi bớt hương, để cho bà sao lại đi. Cầm cái điện thoại đi. Để đấy. Nó là bà này quân lình lắm. Bà hương nhiều việc lắm, kệ cho bà mày, thì bà bớt cho. Đấy cái chậu ấy. Chậu cho bà này. Ơi, bó hay là bia hay là cái gì? Cháu hả? Cháu chỉ uống nước chanh muối thôi, chanh muối hoặc chanh đường thôi, chứ cháu không uống nước đấy đâu. Để đỡ khàn cổ đó. Mùa này là khát cổ lắm. Chanh muối là tốt, nhìn cái kiểu nó chanh muối hơn là chanh đường chua mùi. Chanh muối nó cũng nói chung là uống ấy này nó cũng cấp nước cho nhiều mà. Uống cái nước ngọt nó chua mùi. Cái đồng bỏ cây nếp vàng đây hôm qua để đây này. Hoa để đây cháu có được dọn cây đâu, cháu chỉ được dọn giấy thôi, chỉ có giấy thôi. Đâu lấy tờ giấy kia vào đây. Đóng dấu cho. Đóng dấu lên được chứ nhỉ. Có dấu má mới đóng má mới hợp lệ chứ. Không có dấu thì mấy ràng thì vô chứng mới canh. Chứ còn gì nữa. Đúng rồi, ma cũ lại bắt nạt ma mới. Đi đây bắt nạt nhau hả? Đóng dấu chứ. Không biết lấy cái kia là không biết. Ăn hộp mà dán chía đen gấu hát đi ăn hộp to tướng khoa đấy. Đây hộp, lấy hộp kia. Thế nó tựa qua hộp, có đông ăn hộp đây bây. Thế là ăn đâu mà. Nó dư ra tam hộp đó mà. Ba cuốn rồi, nó mẹ ta lo rồi. Cắt giấy ấy hay là cắt hộp á? Cắt như cái hộp để làm hòm được quần áo. Để chiếc đi. Không cần. Lấy một bao gạo. Một bao gạo, bao gạo, gạo, gạo thóc ấy. Nói kinh không đủ, nói tiếng thủ vù vào. Quấy, lấy cái ghim về chưa? Lấy ba nã nè. Ô, lôi, cứ thắng bác đòi lúc. Cứ thắng bác đòi cho người ta. Hôm nay đâu chị, tôi bảo bà Khan chị để.
để làm hộp bên quần áo bé, làm cái hộp ngang ngang được à, hộp bé được, hộp đấy được. Này, đây, cái hộp to được nhiều. Cái đấy không cho quần áo được. To được, to hộp được nhiều. Đó, to đừng hết quần áo ở đấy nhá. Tức là như thế này. Gọi là thôi nhỉ. Ờ, thì biết như thế vậy. Cái hộp cho một tí bằng được cái này. Cái này cao quá nhỉ. Hay là cắt xuống tí ăn xuống nhé, cắt xuống đây này, dọn dọn cái đồ này ra một tí đã, không nó vướng quá. Đây chút mà sóc làm hương này. Ơi, bấm thánh, bấm thánh thì có cay nữa. Đó, quay cái mâm này ra bên này xong. Nhấn cái mâm này lên quay được ra đây. Thắp bấm quay được đây. Cái sâu làm hương. Tanh táo. Mâm kem ấy. Mâm kem đâu mà. Đúng rồi. Chị làm được cái này bao để làm đi. Được, đấy, bây giờ dán giấy đỏ vào. Cái thóc này tối nay cái gì nhỉ? Dạ. Cái thóc này tối nay hay là lấy ra ngoài? Chỉ ngon đấy. Ờ, chứ bài thóc trên đấy này, cứ đường vào trong chúng ta về thôi. Chị nói mình chị chứ bạn. Uống nước, mua nước yến, nước ấy cũng được. Không quen thì là cái này.
Ồ, sao cái này các bà trẻ lắm thế? Má để ý đâu. Quay ra quay vào. Mà đi tìm cô. Mình cũng mãi làm như thế này cũng chẳng để ý ai đấy. Vậy. Cái gì? Cái thùng ở đây. Đây. Cái thùng bá lấy đi đựng chân hương rồi. Đâu? Bà lấy về bà lót thôi. Bà dùng tam với bà giả ngay. Kê thì bà giả là. Này lấy cái này ra cái cắm vào cái bát gạo mâm vong đi. Đâu như nhà con cái con một cái bán con một cái không có lấy cái chổi đâu ấy nó có một cái cây nha phân có nghĩa là ở đâu vậy là ở xã Hoàng Văn Thụ thôn Thuần Như Hoàng Văn Thụ huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn có dàn lấy vườn cái okay, năm mà về đây là lúc mới có mười mấy tuổi năm nào nhỉ? Đâu lắm rồi đây đâu về làm cho cái chi này lúc kia nó còn lúc mềm này lúc kia ngập trong trẻ các trẻ bây giờ chính chặt chắc là mười mấy thôi. Không, ta gọi là tiên. Mười bảy tuổi. Các cái là Ngọc lấy chồng 15 đó là Ngọc bảo là làm then 15 tuổi lấy chồng. Ngọc làm then á, Ngọc làm then năm 14 tuổi. 14 tuổi à. Lúc kia về làm không biết bao nhiêu năm rồi đó. Được từ năm nào đó? Năm 6 năm. Lúc trẻ lắm nghe lúc về. Cháu làm then từ năm 14 tuổi đến bây giờ. Ừ. Lúc đấy về đây là mới có đứa đầu hay chưa có gì? Đứa đầu đứa bé nhà cháu là 2016 đứa lớn ấy thế gì như làm mình làm ở đây 2017 hay sao như là khai lúc đấy cũng năm 65 rồi không biết năm 2017 em vẫn ở nhà mà thế thì cho là năm đấy tầm 18 19 20 tuổi gì đó năm đấy là cái chi không ở nhà năm làm là cái chi không ở nhà năm hai chắc phải 17 18 thế là đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi phải không tình yêu bây giờ đã lấy chồng rồi đó thế á phải đi theo tiếng gọi chứ mà không phải tiếng gọi đâu mình tự đi thôi mình tự đi thôi không phải đi theo tiếng gọi đâu không ai gọi mình hết nếu mà tiếng gọi bây giờ là con để về ngoài ngắm một cái thẳng chưa còn đây không phải đứng đây mới được cháu ngồi chỗ này nó chéo ra thấy được có biết em cái đâu vậy nhỉ quấy ăn tiền giấy bản đấy đúng không nó à đây cái bạn ấy vừa ghi chỗ nào nhỉ ôi trời ơi hay gò chứ này cái chỗ này làm hương nữa này, mấy chút này, chút chút đi lót đấy.
Đến đấy để cho lấy túi đó. Ừ, để kia phải bảo được cái nào rồi. Cái nến. Nến mà tuyết ở đây này. Ô, ông nhớ nó lại đến nè. Nói chung là bà bán. Mẹ tí à, không pha chung mà. Mẹ tí là có thuốc lá chưa? Thuốc lá. Thuốc lá gì? Chưa. Có cái dây keo đi lấy. Ôi dồi. Lấy một cây à, lấy một bao. Lấy về thông hương ơi, một bao được nha. Chứ đó cái tờ lúc nãy cháu ghi ở đây không biết để đâu rồi. Cái tờ cháu ghi tên ấy. Có một tờ bán ở dưới phải không phải? Cái đấy là ông ăn lột bên đấy xin mặt à ngắm. Phải rồi, có ba có bốn tờ liền mà thấy ba tờ thôi. Chắc rồi nhưng mà mì ti bơ bi. Nhưng lấy mì tam bơ đây. Này, ô điền đơ. Cái này đúng là mùng lùng rồi. Mắt lại chiếc gương cái này à? Lấy làm nương. Cái này cũng được mà. Ở đâu cái giấy bản được? Giấy bản đâu? Đấy, lấy sắp kim lương để cứ rớt vào lau để nó hết cái bụi to một cái là được này. Cái này.
Còn cái đứa nó đi cùng đấy. Chồng mà tên nó không có công bằng. Tí nữa thì đó là kia, nhưng mà tí nữa bảo là bố chồng đây được không? Được, nhưng mà khói lắm. Để nó, để nó, để nó. Để nó, để nó, để nó. Để nó, ngồi ở đây, ngồi ở góc nhà này đốt đây. Con cháu ở đây, tí nó thăm bông bông ở đây rồi. Con phải mà ăn được vào. Được rồi, được rồi, được rồi. Đấy, thân nâu sắc này. Hôm nay mà giường đấy đấy, vào thêm. Giòn. Giận đấy, thở thân cá. Sáng sớm đã rồi thôi, nhưng mà bây giờ chân hương đi. Chân hương đi. Đúng, chân hương đi. Đúng, chân hương đi. Ý ơi, lấy về đây một bó hương như nào. Được bé à bà? Áo khấu, khấu lườn đi, đồ ruốc khấu lườn mà bà. Quay đầu vào bà ơi. Quay chân ra ngoài là không phải, quay như thế là phải còn gì nữa. Quay mình đấy là sự... Quay chân trở trở ra, trở vào chứ nhịp vào thêm nhỉ. Quay đầu trở vào, quay đầu trở vào. Quay đầu trở vào là đi ra đó, quay như thế phải. Thế này người ta để hình nhân mà thế phải hàng, hình nhân cái này hàng nữa, quần áo không cần dài vào trong này đâu. Chỉ đến kia thôi, trong này hàng như này. Như kia người ta chỉ dài... hình nhân một hàng quay đầu ra, một hàng quay đầu vào là được, không cần quần áo vào nè. Quần áo không cần dài như thế đâu, đến cái đoạn kia thôi, xong rồi lấy vàng hình nhân xếp. Này nó chắc được bà khen đấy. Đây bà khen đây, còn hỏi rồi còn gì nữa. Thế thì mình phải vào đây, con để vào đây. Nó giải không hay thu chị không tham gia giải kia hồi giải thôi giải về đây đâu vẫn phải giải ở kia nên cái chỗ bạn này không cần giải nữa đâu cái kéo ở trong cái nào sang cho những cái chân gà nhé, biết anh là ai đâu mà cho. Mới có biết đâu là ai đâu. Đâu cửa nào cửa kính là đâu để cửa kính gì ở đấy. Chỗ nào và bật chỗ nào. À đây đây đây. Kính là cái bốt cửa kia đi. Ta biết kính nào. Ngay cái này đó quá. Ý ôi cái này chắn ghê là ghê nó. Nhìn cái nhiệt. Ghê giống thật đấy. Nó lùi. Nó lùi. Nó này. Mày lấy cái mâm này dọn đống này xuống cho cô một cái ạ. Rửa tay. Lấy cái mâm này dọn đống cơm đống chiếc xuống một cái ạ. Để đi để mình chơi vào bao con lấy cái này này. Được xem có lấy màu ở đâu, lấy mấy giấy ra đây bảo cái này gì gốc cho cái này để cắt hình nhân. Màu là màu gì? Màu xanh đỏ tím vàng được mà lấy về đây để cắt hình nhân. Em đưa cái kia. Mấy tờ vậy bà? Rồi lấy mỗi thứ một tờ. Thế có mỗi màu đỏ. Lấy đây đây bà. Cái con gà này mà. Cái con gà kia lại qua thì được lấy cái này không biết gì. Cái này nó đi à. Cái này thật. Cái này nó đi à. Cái này nó đi à. Cái này nó đi à. Cái này nó đi à.
Cái bạn nội này, bạn nội là gần thơ thay với nọ này. Hả? Nó cái ao này, lúc đấy là cái người sống thôi nhỉ, cái người chết là chưa. Cái người chết kia này. Chết ra con gái, con gái. Đi hết, đi hết. Con gái, bà Nguyễn Thị Huynh. Cho bà. Nguyễn Thị Huynh. Cái con gái là ai mà lấy? Lấy một bác ngân, bác ngân đó hả? À, bác ngân chết nhỉ? Không lấy con gái đâu, bác chị em. Không. Chị gái thì chúng ta là con đấy ăn. Lấy cái đàn ông, đàn ông. Lấy con bác Lân Hà Thị Duyên. Hả? Nguyễn Văn Dũng, Hà Thị Duyên. Hà Thị Duyên. Duyên là chị à? Vợ. Chị dâu à? Ờ, chị dâu. Đây là vợ. Chị lấy mỗi con trai thì mẹ không lấy. Dưới bà này một lọ. Đây thì gọi là con tên là gì? Con kia. Con cháu là Nguyễn Minh Dân, con đại lấy Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Minh Nguyên. Nguyễn Minh Dân. Con trai Nguyễn Minh Nguyên, Nguyễn Minh Nguyên. Nguyễn Văn Dân, không lấy con cái đâu hả? Mang cái kia mang lên để kiếm cháu. À, không xem được bên đang mở mất, không có ai mà đẹp thế, không có hoa, không biết phải đi tìm. Hoa hết cả. Quý một đồ hoa đẹp rồi. Đấy, cái này bảo có một tí cho nó tươi thắng. Trời đất ơi, sao mà khéo này, không biết. Ôi bà Thím này khéo nhất nhà. Thế à? Khéo lắm, cái gì Thím vừa khéo nhất nhà. Cái quả tím này là tím đá. Tím này là tím gì? Tím này là tím sống phố biết đi nhiều hơn. Xuống dưới gọi tắm ở phố nhiều biết nhiều hơn. Cắt để tí nữa mình làm cái làm đôi. Cái gì quần áo á? Không nhiều cắt cho mình. Hoa đồng tiền nhá bác nha. Mình nhận hoa đồng tiền nhá. Bán cho táo rồi. Sẽ bán cho táo rồi. Bà Tuyết, để nó lên thanh táo đâu. Thanh táo ở đây có một cái gì. Chỉ để mình nói cái này là gấp đi. Lấy mỗi thứ một nửa bằng cái tờ này. Không này. Cái chai của hành nhân đi tìm hoa khắp đã tươi đó. Thế là bà cắt con hành nhân đi. Để tao cũng là tốn nhiều về phép là mà ngay đi. Nhưng mà đấy. Cắt quần áo thêm nhau rồi. Ở đây cũng có. Mãi đi, chứ ở đây miệng vương là mới ra mãi này mới. Nhưng mà đấy có hành nhân đi. Không, em đã làm cái gì đấy. Để đi tắm cây đâu làm gì để chứ. Chị cũng chả biết làm cái gì đâu. Cái cách riêng phải không? Cái bà này thiếu ý, lúc nãy có một bàn thải đâu. Mà cái gì thì không bằng được mà. Thôi, quần giấy. Ông cũng quen quần giấy. Để quần giấy bà lấy. Bà kia bảo cắt như thế này. Để 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 cắt tìm mà cháu một cái quạt đấy để hút cái khói này. Để bảo đi ơi, tí ơi, lấy một cái quạt về quạt để hút cái khói. Cần nhỏ ấy, cần nhỏ bé. Cái quạt anh Yên bé bé đi đâu? Ừ, cái quạt bé, cái khèo khèo. Cái quạt này giống quá không? Cứ gần nó vừa đây đấy. Nó vừa đây mình đâu nha. Lấy cái trang gà đấy đi, tập cái thứ đi thôi. Nên làm tí các bà và làm mình lên. Anh lấy đây là cái rừng cái gì để chứ? Đâu làm rừng? Cái sâu à? Cái gì? Rừng thơ. Rừng thơ. Rừng thơ. Bạn đã phải nó kiểm soát được bạn là chị bán hàng.
hôm nay được cái này bị nhưng mà sao mất phân rồi mà kia em cắm ở đây mà gấp đôi cái này vào gấp đôi vào không gấp đôi được đấy. Cái quả này thấp lắm bà, hút đủ. Bé quá, ai có quả em ăn. Bây giờ hút cao cao. Để nó hút cái khói đi cho khói, phải khói vào. Cái này cái quạt thì vẫn để quạt ở đây để cá nhân không? Ừ, quạt đúng bạc thay cho em. Ừ, quạt đằng sau này. Quá chứ. Nóng lắm rồi đấy. Quạt quá, phải thả quạt quá. Bốc của mỏ luôn rồi. Cái quạt bé đó mà. Quạt bé ra đó. Thầy thầy. Chưa làm thì lắm bé đấy một chút anh nhìn con này hút là à, thì bây giờ làm đó làm bây giờ đó con cây này sao con cây thì cắn cái hành nhân từ giải câu được không đây đây quả này đây chín hai tờ được cái gì chắc cái quan ngủ thì ờ để cái quả kia nó hai tờ ấy con này đi học về làm nào gấp gấp về nó phải gấp vuông vào chứ không gấp vuông gấp thế này cái này bây giờ là gấp để cái kia không xanh lên đâu đây một tờ xanh mà đây thì cái này không lấy để gấp thì đây để cắt đấy nhé, cái thành nhân ấy thì rất bằng này, thì xong thì cái này là lọc cứ để cắt mỗi lần như thế này, chứ là đi cắt cái chân kia, đây không phải dọc nhỏ ra đâu mới đây để hai, để đây miếng dài, em ơi, đây, dọc em mở cái chậu ra và cho sát vào bên góc này, để có lối đi lại. Bỏ cái chậu ra. Cái cho bên này này cho để gấp bên kia không thì nó xa quá quạt nó không hút vào được rồi gấp trong cái đi để vào đây này thì nó mới hút vào tường nhé nó hút vào trong phòng nhé dây ngắn lắm hả cái này cái bà bằng làm nó không lên đến tường không cung cấp cái này đi cái này khó nhỉ khó nhỉ xem nó hút không chỉ nó xa quá xa là chị phải đi này tiếng chiếm bàn hình như có cái lò đây là dầu dầu hay sao đấy cho đây là ờ đây làm cái này nữa quấn cái này hello bé Tân quấn lấy cái khăn mặt đây để tí nữa còn nữa cái này bỏ ra này bỏ này vào bên trong cái này cần túi gì mà túi ra cái này dán chia đen khâu xong áo tiểu khoa của bên hát đào hòm tiểu khoa dán chia đen à ừ. Đây dọn cái giấy này ra đi nào. Cái này là bút của bác kia đi. Cần mình biết ngay. Cho đi về đây còn đang làm chứ còn em đi em đi qua làm chứ thảm quá đi làm hơn cả chạy sâu đã dựng thần quá chị ơi đó mệt lắm đi làm hơn chạy sâu không được nghỉ thế nào. Đấy, thế là nó hút rồi. Hút rồi. Mệt quá trời luôn, anh ơi. Không đối với chồng với 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 đối với chồng xong vừa thì đốt xong thì không đốt vào nó chia mấy gốc này nhỉ mấy đôi này nhỉ nào biết bà mình đốt cho xem ra đây là thảo hoa rồi hả đâu rồi vậy người ta gấp rồi lại với người ta gấp rồi lại rửa ra nào để ra thì cho
cần gì? Bà về bà thì cắt lại còn nữa. Em nghe theo nó, em không biết cháu. Làm gì về rồi bánh cho người cháu cho ta mà. Làm cháu từ này nữa cháu đi cho vào mấy bộ. Cho nhiều tí, 7 bộ, con trai 7. Làm cho người cháu cho ta mà. Nói thế đi. Có cái tiền đô la ông phủ đấy, đấy cái tiền này ờ, cho nhiều một tí này. Chú biết dùng đô la rồi, nhiều quá. Cái dép của cháu ai lại xỏ đi. Đây là cái dép cao cao này. Dép dép đi ra đi ra đi. Thầy đi ra anh không có buồn ấy. Hả? Đấy không có nào mà tìm không? Thầy phải đẹp chứ, cái gì chả đẹp. Thầy thích nhất cái đẹp. Nhìn thấy nó đẹp quá đó. Thế không, cái này ít lắm, cái này phải cắt nhiều một tí thì nó lấy cái dây về treo mắc lên mới vắt lên được. Cái này muốn cho quần áo mới được tiền nữa. Ừ, dán giấy đỏ vào. Thầy có bùa thầy, thấy ai kia xuống bùa là sao? Thấy ai kia rồi muốn bỏ bùa quá là sao? Ai kia là, ý là thấy ưng ai kia rồi muốn bỏ bùa hả? Thấy ưng ai rồi hả? Có bé ơi, có nào chân mà nó vườn và cái lăng liếu và rõ ràng mà lấy lại không lấy lăng liếu ok nữa nhá. Lấy ra góc nào để cho gọn gọn một tí để trong bồn đi lấy nhá. Nghe sợ ha, đâu có sợ gì đâu. Ý là bé ưng ai rồi xong rồi để chị làm bộ yêu cho hả hay như nào chị chưa hiểu ý em nói. Ui của đen đấy còn một ổ bàn nữa mà. Nè chị ơi, để ở cái chân quạt kia này. Còn cái bàn để đâu rồi? Còn cái này tí nữa chiều mang đi sang bên hộp. Vâng. Để cái chân quạt kia cho em. Ý em là em muốn nhờ chị làm mối yêu cho em hả? Cái này tí ơi, tí mang đi cho em bên hộp nhé. Chiều mang đi bên hộp. Bà em bật quạt mức mạnh một tí được không? Bật cái quạt mức nó mạnh mạnh một tí nữa. Để trong này. Chị nói đúng rồi. Để trong này nhớ cái này là cắt. Tình cảm là tự nhiên em ạ. Cứ để tự nhiên. Tình cảm mà ép buộc thì không được lâu dài. Không bao giờ được bền vững. Cắt tông bằng đấy.
Ăn hòm, ăn hòm tứ khoai ra rán chía cái. Rán cái. Đâu? Ôi giời ơi bà ơi, bà bịt cái giấy đỏ vào chứ, dán giấy đỏ ra bên ngoài đi mà. Dán bọc ra bên ngoài đi chứ. Ờ. Đây là dán một tờ như thế là làm cái gì? Dán một tờ ngoài thôi. Đợi giấy đỏ cho bà tiếp nha. Ơi. Như này được chưa? Được rồi. Hết ra ngoài như này á. Dán vòng và bọc vào bên ngoài mới được kìa. Trời đất ơi. Các bà có biết đâu. Áo này khổ khổ hôm bấy. Này áo này khổ hôm bấy. Bánh đi bọc ra nhi. Ừ. Đưa qua áo của cậu đi. Bánh đi bọc vào đây nha. Để lùng vào đây làm cái đồ đồ bọc đi. Lấy đi. Chưa nghĩ là. Ơ. Dùng đấu bọc dùng để bắt là. Mày ăn đi sữa nó hương thế là. Đây là tối hả? Ừ. Đấy. Nói miếng. Mát rồi, cái này còn mát hơn nữa. Cái to quá. Người ta ước bộ còn chưa được đúng rồi à. Tình cảm nó là tự nhiên. Dùng dùng về tâm linh tác động vào nó không có được bền. Cái gì cũng thế. Cái gì mà ép buộc quá nó không được bền. Nếu mà đã có duyên với nhau á, nó tự đến với nhau, có ngăn cản không được, có ép cũng không được. Chào cái bố bác vơ, chào cái bà mẹ vơ hả? Bái bông vàng bắt nữa. Chú ca lưng ca chân ca rổ hê bò kì hê khôi theo ngân. Bé tâm đùa thôi. Bố ca xuân quan tăng từng phê hạ ngân nhờ than sang à lạc quan khai sân bên lông thừa phê quan. Khai cường bên nào quang nam phê quý khẩn thân bốc mù và phê quan khẩn thân nhà mù bưng.